Tối ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, báo Dân Trí đã tổ chức gala Nhân ái 2024 nhằm kỷ niệm hành trình Nhân ái 20 năm, tri ân các nhà hảo tâm và chia sẻ những đổi mới của chương trình Nhân ái trong chặng đường sắp tới. Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hoàn cảnh được giúp đỡ và đông đảo cán bộ phóng viên báo Dân Trí. Sự kiện đã vinh danh những đơn vị, tổ chức và cá nhân đã và đang ủng hộ, sẻ chia, đóng góp tích cực trong hành trình nhân ái của Dân Trí. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã tặng hoa tri ân nhà báo Phạm Huy Hoàn, nguyên tổng biên tập báo điện tử Dân Trí, đồng thời là người sáng lập ra quỹ Nhân ái vào năm 2004. Sự kiện cũng vinh danh những phóng viên có hoạt động tích cực trong chương trình Nhân ái, kết nối các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh, dự án. Hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay nhiệt để dành cho những tấm lòng đặc biệt ấy từ những người làm nghề báo chí. Quỹ của báo Dân Trí luôn luôn đồng hành với không chỉ bệnh viện Việt Đức mà nhiều bệnh viện khác nữa, đặc biệt là khối bệnh viện công. Rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, họ thiếu về kinh phí, cho nên đồng hành cùng với các nhà hảo tâm, báo Dân Trí đã đứng ra và qua đó cũng đã giúp ra rất nhiều hoàn cảnh, họ được cứu chữa đến nơi đến chốn và trả lại họ với cuộc sống, với lao động. Vào năm 2022 ạ, thì em phát hiện suy thận giai đoạn cuối ạ. Thì lúc đấy thực sự như là sức trẻ, thanh niên nhiệt huyết thì gọi là em rất muốn là được gọi là được sống thôi ạ. Biết rất xúc động. Báo Dân Trí là cầu nối để giúp cho em được tiến gần hơn đến các nhà hảo tâm, quý anh chị cũng như là bạn đồng gần xa ạ, để giúp đỡ cho hoàn cảnh của em ạ. Linh hy vọng rằng là trong tương lai tiếp theo thì báo Dân Trí sẽ tiếp tục làm nối dài những cái hành trình ý nghĩa này của mình và sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, những hoàn cảnh cần đến sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Và báo Dân Trí gần như trở thành một cầu nối rất là đáng tin để cho các bạn độc giả như Linh hay là rất là nhiều người nữa sẽ có thể đóng góp được một cái chút tấm lòng của mình cho những hoạt động ý nghĩa. Tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, tổng biên tập báo Dân Trí đã điểm lại các hoạt động đáng chú ý suốt 20 năm của chương trình Nhân ái và chia sẻ những đổi mới của chương trình Nhân ái trong chặng đường sắp tới. Bởi vì chúng tôi cũng mong muốn là ngay lập tức bắt tay vào việc vào những cái kế hoạch mới, những cái chương trình mới để làm sao mà quỹ Nhân ái phát triển tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đi kịp với thời đại hơn nữa và phục vụ tốt hơn cái nhiệm vụ là cây cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm, giữa các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân với những cộng đồng, những người dân còn đang gặp khó khăn rất nhiều trên cả nước. Và một lần nữa, thay mặt cho báo Dân Trí thì xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay, cũng như là đặc biệt là sự chia sẻ của các quý vị với Dân Trí, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là với tất cả hoàn cảnh khó khăn, với những cộng đồng còn nhiều khó khăn trên cả nước trong những năm qua cũng như trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Tại gala Nhân ái 2024, báo Dân Trí đã tổ chức hoạt động đấu giá tranh với mong muốn chung tay cùng các đối tác mạnh thường quân gây quỹ nhân ái. 5 bức tranh đã được đưa ra đấu giá trong đêm gala, thu về tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Với mỗi 50 triệu đồng từ việc đấu giá tranh, Dân Trí sẽ tham gia xây dựng được một căn nhà, giúp đỡ được một hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động. Với mục tiêu đến năm 2025, Dân Trí phối hợp cùng chính quyền các địa phương hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà.